Xin chào cô chú và các anh chị. Sáng nay bác sĩ đến chia sẻ và khám bệnh cho các bé ở mái ấm của Ti thì phát hiện ra là bây giờ ở mái ấm của Ti các bé đang bị dịch bệnh. Nên Ti cũng đã đăng bài để kêu gọi mọi người hỗ trợ chi phí cho các bé. Nãy giờ thì Ti có nhận được một số hỗ trợ của các bạn. Trước tiên đó là Ti sẽ mua một ít thuốc trong cái phần hỗ trợ mà có, còn thiếu thì Ti sẽ tính sao. Cái này là Ti mua 10 bịt vinh công là để sát khuẩn nè. Ti tính mua TH4 nhưng mà hết rồi thì mua cái loại này là cũng sát khuẩn tương tự với TH4. Và mua trước 90 viên nét ga là tổng số tiền là 10.980.000. Là gần 11 triệu. Bây giờ Ti tính tiền cho bác. Bác sĩ mới vừa bấm lần thứ hai là đúng số tiền là 10.980.000. Đây là số tiền chuyển khoản để mua thuốc. Trời sao nó bị tắt rồi trời. Anh cứ bỏ vô đi. Bác sĩ có cho thêm mấy chai thuốc bổ chích cho các bé đây. Thuốc thú y thì Ti vẫn còn thiếu, chưa đủ chi phí. Nhưng mà đây là cái hỗ trợ Ti nhận được từ nãy đến giờ là Ti mua thuốc hết luôn cô chú. Tại vì Ti rất lo nếu mà dịch mà bùng phát đó thì trời chắc chết cũng kịp quá. Ti xin khép clip ở đây. Cảm ơn cô chú và các bạn rất nhiều. Bây giờ Ti lại đi một chỗ khác nữa để mua tiếp nữa. À đây, cái này là hàng được tặng hả? Đây, cảm ơn bác sĩ. Thôi Ti khép clip nha cô chú. Cảm ơn mọi người rất nhiều.